Rạng sáng ngày 30 tháng 1, tổ công tác đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề xử lý xe thô sơ đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Đức. Trong quá trình tổ công tác lập chốt xử lý người đi xe đạp chạy vào làn ô tô tại giao lộ đường 25 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, có rất nhiều trường hợp vi phạm khi thấy cảnh sát giao thông liền dừng lại và khiêng xe từ làn ô tô qua dải phân cách để vào làn bên trong. Chưa hết, còn có trường hợp nguy hiểm hơn khi thấy cảnh sát giao thông liền quay xe chạy ngược chiều gây mất trật tự an toàn giao thông. Người dân phản ảnh trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều người đi xe đạp vô tư vi phạm luật giao thông như chạy vào làn ô tô, vượt đèn đỏ, thậm chí chạy thành đoàn trong làn ô tô bất chấp nguy hiểm, nhất là vào các buổi sáng sớm. Theo một cán bộ cảnh sát giao thông, tình trạng này liên tục được lực lượng chức năng xử lý và cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục tái diễn vì người đi xe đạp tìm mọi cách né chốt để không bị xử phạt. Theo Nghị định 100/2019 trên NĐ-CP, mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.